Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tiên tuần, trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì như các anh chị đã quá quen thuộc rồi, một tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin video phân tích của bộ ba tham số chung của thị trường. Đồng thời chúng ta sẽ uh, đi view uh, một số các cái nhóm ngành cơ bản và video này thì chúng ta sẽ được up lên trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và hàng ngày chúng ta sẽ có một bản tin video phân tích uh, chỉ số vn chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh thì một tuần À, chúng ta có 5 phiên giao dịch chính vì vậy nên à, trên bản tin tuần thì chúng ta sẽ không thể nào lượng hóa hết được à, tất cả những cái yếu tố tin tức à, tác động vào xu hướng của thị trường, do đó thì chúng ta sẽ cần thêm à, các các bản tin phụ hàng ngày. Và 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 mỗi một ngày à, khi mà kết thúc một bản tin, à, kết thúc à, một cái phiên giao dịch thì ông sẽ có một cái bản tin và à, chúng ta sẽ cập nhật thêm về xu hướng của bộ ba tham số chung và như chúng ta cũng đã có chia sẻ những cái kiến thức rất là dài ở trong cái thời gian vừa qua thì bộ ba tham số chung của thị trường nó giống như một cái đường ray của xe lửa các anh chị và cái đường ray đó nó có đúng có trúng hay không thì nó phụ thuộc vào cái, cái 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 câu chuyện là chúng ta có phân tích được sát và 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 đúng được cái xu hướng của thị trường và khi chúng ta phân tích được sát và đúng cái xu hướng của thị trường rồi thì khi đó chúng ta sẽ loại bỏ được chúng ta sẽ hạn chế được tối đa những cái rủi ro mà chúng ta sẽ gặp phải và chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ à, thành công ở trên thị trường chứng khoán lên đó các anh chị và không có gì là tuyệt đối cả tất cả mọi cái lý thuyết phân tích ở trên thị trường à, thì và phân tích dựa vào các cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường thì nó đều mang một cái tính chất gọi là xác suất à, tuy nhiên với quan điểm của cá nhân hùng lê thì hùng thấy rằng nếu như chúng ta à, có cái nền tảng kiến thức tốt À, phân tích kỹ thuật tốt và phân tích à, sát được xu hướng Thì như vậy là chúng ta cũng đã à, rất là thành công rồi Thì à, bản tin à, phân tích định hướng à, tuần từ phiên giao dịch ngày 9 đến ngày 13 tháng 9 Thì à, phần 1 bộ ba tham thông chung của thị trường À, chúng ta sẽ view lại ở trong tuần vừa qua và phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và những cái danh mục cổ phiếu này thì nó cũng rất là cơ bản ở trên thị trường và các anh chị có thể à, à, tất cả những anh chị khi lên thị trường chứng khoán thì chúng ta đều à, biết được những cái mã cổ phiếu này gồm nhóm cổ phiếu ngành trụ bất động sản khu nghiệp à, nhóm ngành thép bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán à, các anh chị lưu ý à, tất cả những cái nội dung à, trên video thì mang quan điểm của cá nhân đồng lê vì vậy là nhà đầu tư chúng ta sẽ cân nhắc trước khi chúng ta xem và trước khi chúng ta áp dụng với một cái quan điểm xuyên suốt ngay từ đầu đúng không ạ và rất là dài rồi đó là gì chúng ta ở cái thời điểm thời thời đại công nghệ 4.0 và chuẩn bị là lên 5.0 đến nơi rồi đúng không ạ và cái 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 thông tin ở trên thị trường cũng như chúng ta có rất nhiều các cái nguồn dữ liệu để chúng ta thu thập và À, chúng ta thu thập đủ rồi và ok rồi thì như vậy là chúng ta sẽ lấy về để chúng ta sử dụng à, trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư à, thế còn về góc độ cá nhân ông lê thì ông cũng chia sẻ như vậy tất cả những cái gì muốn chia sẻ ở trên video thì à, nó là những cái kiến thức thực chiến và bản thân cá nhân ông lê thì cũng đã va vấp cũng đã gặp ở trong quá khứ rồi và bây giờ ông lấy lại ông chia sẻ lại với anh chị em và để chúng ta có những cái góc nhìn à, tốt nhất và tối ưu nhất về à xu hướng thị trường cũng như xu hướng của cổ phiếu các anh chị nhá. Chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 4, ngày 5 và ngày 6 tuần vừa qua chúng ta chỉ có 3 phiên giao dịch do chúng ta nghỉ lễ thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi, bản tin tuần thì cũng đã có phân tích cái dự báo. À các cái điểm test lại ở vùng 1285 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1270 đến vùng 1275 điểm. Và chúng ta à, lộn lại từ phiên giao dịch của ngày 20 tháng 8 cho đến thời điểm hiện tại, đúng không ạ? À, cho cho đến thời điểm hiện tại và thậm chí là đến phiên kết thúc tuần thì như vậy là cái vùng 1270 à, các anh chị vùng 1270 vẫn là những cái điểm hỗ trợ khá là tích cực của thị trường ở trong giai đoạn hiện tại thế thì phiên giao dịch của ngày thứ hai là một cái phiên à, phiên giao dịch ngày mùng 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 bốn tháng 9 ấy, là một cái phiên mà thị trường chúng ta chứng kiến cái điểm giảm khá là mạnh bởi vì trước đó thì trong buổi tối ngày thứ ba chỉ số Dow Jones là âm hơn 600 điểm 626 điểm đó và điều này đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư khi vào phiên giao dịch ngày 4 tháng 9 và thị trường của chúng ta bộ ba tham tập trung thì có gáp giảm ngay từ đầu và trong cái quá trình giảm đó thì các anh chị nhìn thấy đúng không ạ à, chúng ta vẫn nhìn thấy cái điểm sáng của thị trường đó là vùng 1270 điểm ở đây chỉ có trong phiên giao dịch ngày năm và phiên ngày hôm nay thì hùng phải tính toán thêm thêm một cái điểm đó là điểm dưới vùng 1270 tức là biên 1265 điểm đến vùng 1260 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 6 tháng 9 chỉ số VNI của chúng ta đã test thành công ở biên 1267 đến vùng 12 À, xin lỗi cả nhà 1263 đến vùng 1265 hai cây nến giờ phục hồi hết sức là giá trị các anh chị nhé hai cây nến giờ này là hai cây nến giờ rất là giá trị đó đã giúp cho chỉ số VNI của chúng ta vượt lại vùng 1270 và hơi tiếc xíu một tí tức là nếu như chỉ số VNI của chúng ta đóng cửa lên được trên vùng 1275 điểm thì như vậy tuần tới sẽ rất là ok à, Tuy nhiên là với góc độ phục hồi như thế này thì nó cũng chứng kiến một cái nỗ lực phục hồi của tạo lập ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay như vậy dự báo à, tuần tới thì chúng ta sẽ bắt đầu à, dự kiến có những cái gáp đẩy và chỉ số vn chúng ta sẽ vượt lại vùng 1275 đến vùng 1278. Sau đó thì nó sẽ tiếp tục các anh chị nó sẽ tiếp tục test lại ở vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1275, điểm sâu hơn sẽ là vùng 1265. Đó và sau khi test được thành công ở những cái điểm này thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn chúng ta sẽ hướng chỉ số vn về vùng 1285 đến khoảng quanh vùng 1.290 điểm. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 ờ, hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với chỉ số VN30 thì trên bản tin tuần các anh chị có thể xem lại chúng ta có dự báo các cái điểm test tích lũy lại ở vùng 1325 sau đó vùng 1320. Và các anh chị nhìn thấy là ngay cái gáp giảm của phiên giao dịch ngày 4 tháng 9 thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta cũng về đến vùng 320. Và sau cái điểm này thì như vậy là vì cái gáp giảm ở đầu phiên cho nên là chúng ta phải tính toán tiếp đến cái điểm 1310 đến vùng 1312. Và tại sao chúng ta lại lấy cái điểm này thì chúng ta cũng có thể nhìn lại quay lại từ phiên giao dịch của ngày 22 tháng 8 cho đến thời điểm hiện tại đúng không ạ? Thì thị trường của chúng ta ở chỉ số VN30 đã test tích cực thành công ở trên vùng của 310. Đến phiên giao dịch ngày 5 ngày 5 tháng 9 thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta có thời điểm thủng qua À, à, và cây nến giờ kết thúc phiên thì thủng qua vùng 1310 Do đó thì đến phiên giao dịch ngày 6 à, tháng 9 thì cũng đã có dự báo thêm cái điểm 1305 và điểm sâu hơn Tức là vùng 1303, 1305 và 1300 Đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật đắc lực của chỉ số VN30 Và hai cây nến giờ phục hồi kết phiên với lực cầu à, khá là tích cực các anh chị nhé Với lực cầu khá là tích cực và đặc biệt là cây nến à, đóng phiên ở đây Nó lại là một cây nến hammer thì nó trái ngược với phiên giao dịch ngày hôm qua điểm đóng nến gần như là điểm cao nhất của cây nến hammer này và đây là một cây nến hết sức là thành công với góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng chỉ số VN30 chúng ta sẽ tiếp tục có gáp tăng lên khoảng quanh vùng 1318 đến vùng 320. Sau đó thì nó sẽ quay trở lại test và như vậy chúng ta lại tiếp tục vùng 1310 đến vùng 1312. Các anh chị, đầu tiên nó phải test về đây đã. Đó và trong trường hợp góc độ tích cực thì nó test về vùng 1310 1312 test thành công và đảo long thì đó là cái góc độ tích cực nhất. Còn trong trường hợp thì hoàn toàn nó có thể test lại vùng 1305 nó là câu chuyện hết sức bình thường đó thì trước hết là phải chúng ta quan sát cái điểm này đã đúng không ạ đầu tiên chúng ta phải quan sát điểm này đã và với cái góc độ tích cực như thời điểm hiện tại tức là gáp tăng như này thì nó đẩy lại thì khả năng nó sẽ kéo nhẹ ở đây ở và sau đó nó sẽ test và test những gì thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn sẽ là vùng 1325 đến vùng bảy đối với chỉ số VN30 và bây giờ thì muốn các anh chị em à, chúng ta sẽ nhìn ở trên cái góc độ chỉ số VN30 trên trạc kỹ thuật ngày thì cũng đã phân tích rất là chi tiết và cụ thể rồi đúng không ạ thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì sau cái phiên mà chỉ số VN30 chúng ta vượt thoát qua cái đường cản xu hướng thì nó đã vươn lên ở đây và chúng ta đã có những phép thử và trong tuần vừa qua khi mà thị trường chúng ta giao dịch trở lại thì như vậy là chỉ, chỉ số VN30 chúng ta quay trở lại test và các điểm test thì như trước đây chúng ta cũng đã có một điểm test ở vùng 1310 và sau đó nó tiếp tục kéo long và trong tuần vừa qua thì ba phiên giao dịch có điểm test 1310 đến vùng 1305 và các anh chị nhìn thấy rằng là Phiên ngày hôm nay thì VN30 chúng ta test sát đến vùng 1305 và bắt đầu diện bắt đầu có xu hướng kéo long. cây nến này là một cây nến búa với râu nến dưới dài và điểm nóng nến cao nhất phiên là một cây nến tích cực sau những cây nến giảm điểm. Các anh chị lưu ý như vậy, sau những cây nến giảm điểm mà chúng ta xuất hiện được một cây nến như này thì rất là thành công. Và đặc biệt là chỉ số VN30 chúng ta phục hồi lại trên vùng 1310, thêm một cái điểm thành công nữa. Đó. Vậy thì với cái góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Chúng ta kỳ vọng là chỉ số VN30 của chúng ta có thể là sau những điểm gì kéo gáp và chúng ta sẽ tiếp tục uh, tiếp tục kiểm định à, uh, các anh chị tiếp tục kiểm định cái vùng 1305 đến vùng 130 Nói chung đẹp đẽ nhất là chỉ số VN30 của chúng ta cố gắng tích lũy và uh, chỉnh cung chỉnh nền thì cố gắng tích lũy ở trên cái vùng này đó và sau đó thì chúng ta cần các cây nến hammer để giúp cho chỉ số VN30 chúng ta vượt lại ở trên vùng 1320 và khi có những cái tín hiệu như vậy rồi thì chúng ta lại tiếp tục uh, chúng ta xây đúng không ạ Đây là chính là điểm 1330 và vượt 1330 thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 1335 đến vùng 1340 Các anh chị chúng ta cứ bình tĩnh từ từ được không ạ Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30F1M ở trên sạc kỹ thuật m năm thì đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng có một cái điểm gãy gáp thì cái bản chất ở trên bản tin tuần thì chúng ta cũng đã có cái sự phân tích đúng không ạ đó là gì có thể là thị trường chúng ta sẽ tiếp tục có các cái điểm mở gáp về ở khoảng quanh vùng 1330 Uh, 1335 ở đây và sau đó nó sẽ quay trở lại nó test và các cái điểm test ở đây nó sẽ phải là vùng gì ạ 1328 đến vùng 1330 Tuy nhiên ở đây thì các anh chị cũng nhìn thấy là chúng ta có một cái gap down đúng không ạ gap down đây uh, gap down đây đó và chính vì gap down đó cho nên là gì à, uh, VN30 F1 m chúng ta cũng đã lùi khá là sâu và uh, đặc biệt là trong tuần vừa qua thì về cơ bản cái về cơ bản là vùng 1305 anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ vùng 305 đến vùng 310 vẫn tiếp tục là gì? Là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là đắc lực của chỉ số VN30 em 1m đúng không? Và phiên giao dịch uh, sau có gáp tăng này thì nó chúng có phân tích tiếp một cái điểm mà uh, mắc kéo gáp lên ở khoảng vùng 318 đến vùng 1320 trong phiên giao dịch của ngày năm. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 305 1307 1310 thì uh, phiên giao dịch của ngày năm nó test lại và phiên giao dịch ngày 6 thì tiếp tục test lại ở quanh vùng 1307. Anh chị nhá. Đấy phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục test ở 1307, đồng thời nó có một cái vùng cảng cái thuật mùng đã có phân tích cho các anh chị rồi đúng không Đó là vùng 1310 đến vùng 1312. Thì uh, phiên ngày hôm nay chạm đến cái vùng 1311 ở đây này. Đó, sát sát đến vùng 1312 thì như vậy là gì? Phái sinh của chúng ta lại lùi lại test, đó, rồi lại long và lại lùi lại test và đóng cửa ở vùng 1309. Thì với cái cách vận hành hiện tại của phái sinh như thế này thì chúng ta thứ nhất là chúng ta đã phân tích hai cái bộ tham số đó là chỉ số VN Index và chỉ số VN30. Thì về cơ bản là nó khá là lạc quan các cái điểm test kỹ thuật khá là nhẹ nhàng và có thể là gì? Đối với chỉ số phá sinh nó cũng sẽ như vậy. nó sẽ test lại ở vùng 1307 1305. Đó, kỳ vọng là như vậy thôi và sau những cái điểm test này thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng các cái target kỹ thuật của chỉ số phái sinh và À, trong thời điểm ngắn hạn và có thể là phiên à, các cái phiên mở cửa tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại vùng 318 đến vùng 1320. Và đây là kịch bản lạc quan và hiện tại thì à, các anh chị à, chúng ta cũng sẽ phải quan sát thêm cái xu hướng của thị trường phái sinh ở quanh vùng 1305. Đó, à, tức là kịch bản mà chúng ta dự báo là lo không các anh chị nhé Tuy nhiên là trong trường hợp nếu có một cái thông tin nào đó hoặc là có một cái vấn đề nào đó nó bất thường thì có thể là gì phái sinh nó bị thủng vùng 1305. Và trong trường hợp nếu phái sinh bị thủng vùng 1305 thì chắc chắn rồi 1297 đến vùng 130 là chúng ta phải tính toán đến. Vậy thì à, vậy thì nói như vậy thì một số anh chị bảo ớt ông nói thế thì ông cũng nói được đúng không ạ? À, lên ông nói xuống ông nói vậy thì nó như thế nào? Vậy thì chúng ta phải quan sát. Đó, trong khi mà gì? Khi mà nó test về vùng 305 137 ở đây. Nó xuất hiện cái gì? Nó xuất hiện các cây nến giờ đỏ đè vùng của 305 thì chúng ta phải đi theo kịch bản 2 đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mà chúng ta chống lại xu hướng. Còn trong trường hợp khi về đến một mà nó lại gì? Nó lại xuất hiện các cây nến hammer xanh như này. Đó, vậy thì cái câu chuyện là gì? Chúng ta phân tích theo cái thuật là chúng ta phải quan sát đó. Và ví dụ cây nến m5 xanh này, rồi nó lại tiếp tục có cây nến m5 xanh tiếp theo. Đó, ví dụ như vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta lại gì? À chúng ta lại đưa cái kịch bản là gì? Thì đường chúng ta tích cực test cung chỉnh nền thành công thì chúng ta lại hướng về vùng 1315 và điểm 1318 1320. Đó, vậy thì cái cách là như vậy, các anh chị nhé, chứ chúng ta không có cứng nhắc, chúng ta không có chống lại xu hướng và quan điểm của anh đồng Lê cũng như vậy thôi. Trong cái quá trình mà chúng ta phân tích kỹ thuật thì à, chúng ta phải nương theo xu hướng thị trường. OK. Phần thứ hai à, chúng ta sẽ bắt đầu à, đi vào view ở một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và đầu tiên sẽ là nhóm trụ. Cổ phiếu Mobi ở trong tuần vừa qua chúng ta có dự kiến cái điểm chỉnh quanh vùng 69 à, Tuy nhiên sau đó thì có cái thông tin chủ tịch tài có bán tiếp à, bán tiếp hai triệu cổ phiếu à. Tuy nhiên với cái thanh khoản của 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 MVDG mà chủ tịch bán có 2 triệu cổ phiếu thì nó quá là bé các chị. Đây chỉ là những cái thông tin và trước đây Hùng phân tích đến cái cổ phiếu MVDG thì gần như Hùng đã, đã đã nói đến cái câu chuyện chủ tịch tài bán rồi. Đó chỉ là những câu chuyện mắm muối thôi chứ nó không ảnh hưởng gì lớn đến cái xu hướng cả. Đó. Và trong tuần vừa qua thì vùng 69 này thì <laughs> tích khá là tốt ở trong phiên giao dịch ngày 9 à ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên ừ. sau đó thì nó chỉnh này và phiên ngày 6 thì như vậy là nó về vùng 67 thì ở đây nó cũng có một cái điểm hỗ trợ 67 và điểm trước này ở phiên giao dịch ngày 19 tháng 8 nó cũng có điểm hỗ trợ là 67 thế thì tuần tới và hai cái đến giờ phục hồi khá là tích cực cho nên tuần tới chúng ta sẽ lấy vùng 66.5 đến vùng 67 là biên hỗ trợ kỹ thuật và mục tiêu thì test tích lý thành công và như vậy chúng ta lại tiếp tục hướng điểm cản của MR về khoảng quanh vùng 80 Man San ở trong tuần chúng ta có hai điểm chỉnh cung kỹ thuật dự kiến, một điểm ở khoảng quanh vùng 76 và điểm 2 sẽ ở biên 75 đến vùng 75.5 thì như vậy là ngay cái gáp giảm của phiên ngày 4 tháng 9 thì như vậy là gì? Ờ à, cổ phiếu Man San giảm. Trong phiên giao dịch ngày năm thì có một cây nến giờ kết thúc phiên khá là được đúng không? Khoảng <laughs> là được chuẩn chuyển về 73.7 đến vùng 74. À, và phiên ngày hôm nay thì hai cây nên giờ kết thúc phiên thì về cơ bản là gì? À Masan đã lấy lại được cái vùng 75 cộng. Như vậy tuần tới có thể nó sẽ test lại ở quanh vùng 75 đến vùng 75.5. Mục tiêu thì vẫn như vậy thôi, ở à, trước mắt sẽ là vùng 78. Cổ <laughs> phiếu Vinamilk ở trong giai đoạn vừa qua thì nó cũng xuất hiện được cái lực cầu khá là tích cực, khá là tốt đúng không ạ? Và trong tuần thì chúng ta có dự kiến cái điểm 73 đến khoảng quanh vùng 73.4 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và phiên giao dịch của mở cửa lại tuần thì như vậy nó test luôn ở cái biên hỗ trợ và sau đó thì nó hướng đến cái tác cách thuật tuần ở vùng 76. Hiện tại thì các anh chị nhìn thấy là khi về đến vùng 75.5 ở đây thì như vậy là Vinamilk đang chậm đà tăng thì có thể là có hai cách, một là nó sẽ tích lũy tiếp để nó lấy đà, các anh chị nó lấy đà để nó vượt thoát vùng 76 để hướng về vùng 77 5 đến khoảng quanh vùng 78 Hai là nó sẽ tiếp tục có các điểm gì? Có các điểm kéo gáp các anh chị có tới các điểm kéo gáp về khoảng quanh vùng 76 đến khoảng vùng 76.5 và nó test à nó test lại, nó test lại ở khoảng quanh vùng 74.6 đến khoảng quanh vùng 75. Ở đây, rồi nó mới lấy đà để nó vượt thoát lần hai thì như vậy là cái xu hướng của cổ phiếu Vinamilk thì các anh chị có thể chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm cái động thái của tạo lập ở quanh vùng 76. Đối với cổ phiếu BVH thì chúng ta cũng có sự báo các cái điểm chỉnh công kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 45 và hiện tại thì BVH ở đây nó cũng đang có một cái kênh xu hướng ngay chị nhé đây cái kênh xu hướng này này đó thế thì cái kênh xu hướng này thì nó là cũng có cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 44.5 đến khoảng quanh vùng 45 thì như vậy là Hùng lấy cái điểm 45 đó là cái biên mà BVH đã xây ở trong phiên giao dịch từ ngày 26 đến ngày 2 30 tháng 8 thế thì trong tuần vừa qua thì nó mở gáp giảm và nó thủng qua vùng 45 và tiếp tục test ở vùng 4.5 đến vùng 15 à, và trong tuần thì ví dụ như trong phiên giao dịch ngày 6 đây cây đến giờ đầu tiên khá là tích cực khi mà nó vượt qua vùng 45 và nó lại test lại vùng 4.5 nói chung là nó đang có một cái biên sideways ở đây và với tín hiệu uh, hiện tại thì như vậy ông vẫn tiếp tục kỳ vọng là gì à, cổ phiếu uh, BVH của chúng ta sẽ tiếp tục uh, BBH sẽ tiếp tục hướng về khoảng quanh vùng 45.5, 46 đến khoảng vùng 46.3. À, Duy, ri... các anh chị chờ Hùng ở trong tuần vừa qua thì như vậy là chúng ta dự kiến chúng ta dự kiến các cái điểm à, hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 68 đến khoảng vùng 68.3 đúng không ạ à, Tuy nhiên à, phiên giao dịch của ngày thứ à, ngày ngày mùng 4 tháng 9 thì như vậy là mở cửa tuần mới thì như vậy di bị thủng qua vùng 68 và với việc mà di thủng qua vùng vùng 68 như thế này thì như vậy là di sẽ tiếp tục có à, các cái điểm test về và phiên ngày hôm nay thì di test về khá là sâu về đến vùng hỗ trợ 64 các anh chị nhé có thời điểm là di thủng qua vùng 64 à, uh, Tuy nhiên kết thúc phiên thì như vậy là di đã phục hồi lên vùng 65.7 với lực cầu của hai cây đến giờ kết thúc phiên khá là tích cực uh, với lực cầu như thế này thì có thể di sẽ tiếp tục kéo về khoảng quanh vùng 66 đến khoảng 66.5 tiếp tục test lại vùng 65 test đi thành công thì như vậy mục tiêu di uh, sẽ quay trở lại ở khoảng quanh vùng 69 đối với mã cổ phiếu trụ PNC PNC PNG, 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 PNG thì đối với mã này thì các anh chị nó thuộc ngành bán lẻ và gia công hàng trang sức đúng không ạ và trong thời gian vừa qua thì cũng gọi nó ngắm đến cái cách tạo lập của nó và các anh chị nhìn thấy cái sự tạo lập của nó quá là kinh khủng đúng không ạ vâng à, kéo lên đến vùng 110 và nó rũ thì như vậy là qua các cái nhịp rũ này thì các anh chị cũng thấy được rằng là những cái cách mà chúng ta tư duy về cách cái quá trình mà chúng ta thu gom cổ phiếu nó cũng rất là logic đúng không ạ à, những cái điểm bull lên như thế này thì không bao giờ khuyến nghị các anh chị vùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta canh các điểm chỉnh ví dụ điểm chỉnh mục tiêu 105 103 đó và trong tuần vừa qua thì chúng ta sẽ tiếp tục gì ở các cái điểm quanh vùng 98 đến vùng 99 và quanh vùng 100 thì các anh chị nhìn thấy là đóng cửa đúng vùng 100 và đây các anh chị nhìn thấy là à PNC vẫn đang có những nhịp rũ và khả năng thì nó sẽ rũ ở quanh vùng 98 đến vùng 99 các anh chị nhá. Tuần tới thì chúng ta sẽ tuần tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm và các anh chị chúng ta cứ thu gom vị thế từ từ. Rồi có thể có thể có thể nó sẽ Ờ à, trong những cái nhịp mà nó rũ sát ván thì nó có thể là gì nó rũ để chạm đến cả kênh xu hướng thì dạng kênh xu hướng này thì nó sẽ rơi vào vùng 94.5 đến khoảng quanh vùng 95 về đến đây chúng ta lại thu gom tiếp và chúng ta chờ đợi à, trong cái quá trình mà chúng ta nhặt cổ phiếu như vậy chúng ta chờ đợi cái tín hiệu tín hiệu gọi là gì tín hiệu đảo chiều của pha xu hướng thì cái tín hiệu mà dễ dàng nhận thấy nhất đó là tín hiệu đường MACD đấy nó đang đỏ quài cái này xong nó tích lũy đi ngang và bắt đầu nó à, nó nó xanh trở lại thì đó sẽ là cái 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 tín hiệu đầu tiên để giúp chúng ta nhận diện về cái cách vận hành của thị trường đúng không ạ nhóm anh mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp cổ phiếu KBC ở trong tuần chúng ta có dự kiến điểm chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 26 bốn tuy nhiên là mở gáp nó mất này rồi nó lấy lại nhưng mà lần hai lần 2 nó công lại vùng 26.4 đúng anh chị và nó không giữ được cho nên là nó quay trở lại nó test và đối với KBC thì trong tuần nó cũng test khá là sâu về đến tận vùng 25.5, 25.6 và hai cây nến giờ kết thúc phiên thì cũng hai cây nến giờ khá là tích cực. Và với góc độ hiện tại như này thì chúng ta có thể dự báo KBC nó sẽ tiếp tục có những cái điểm kéo về khoảng vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26 ở đây. Đó. Và khi có những cái điểm kéo như vậy rồi thì khả năng nó sẽ tiếp tục test lại các anh chị nó sẽ tiếp tục test lại vùng 26 test tiêu thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn đối với mã cổ phiếu KVC chúng ta sẽ tiếp tục hướng về khoảng quanh vùng 27 27.5 đến khoảng quanh vùng 27.8 SSC Nói chung là bất động sản khu nghiệp trong tuần vừa qua thì chủ yếu là xu hướng chỉnh giảm đúng không ạ Thì trong tuần chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 36.5 đến 36.7 này và nó có một cái nhịp long ở à, nhịp long này thì đầu tiên nó phải chạm về cái vùng cản 37.5 và lên được khoảng vùng 37.4 thì nó lại sọc lại à, về đây nó sọc lại và các cái điểm sọc đó thì bây giờ là có một cây nến giờ thủng qua và hai cây nến giờ công quay trở lại tuy nhiên là cái việc công quay trở lại như này thì theo quan điểm của mình thì mình đánh giá rằng là khả năng là vùng 36 36.3 đến khoảng vùng 36.5 là cái điểm mà SSC sẽ tiếp tục quay trở lại à, và test đi thành công thì như vậy là các anh chị có thể À gom gom thêm một vùng này. Đó gom thêm vùng này, mục tiêu thì vẫn là vùng 37.5 đến khoảng quanh vùng 38. IDC ở trong tuần vừa qua, à, chúng ta dự kiến cái biên chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 60, 60.3, 60.5, tức là nó sẽ test lại cái đường này. Từ trước đây nó test thì bây giờ nó test lại thôi. Và thùng này và nó cố lần hai. Đấy nó cố lần hai, tuy nhiên là nó vẫn không thể trụ lại được ở trên vùng 60 cho nên là nó đã có một cái lực sọc Và lực sọc này thì à, nó về đến cái vùng hỗ trợ khá là sâu ở vùng 58. .5. 58.2 à 58.2 đến vùng 58.4 và hai cái đến giờ phục hồi Tuy nhiên với cái mức độ phục hồi như thế này thì theo quan điểm của cá nhân Lê thì nó vẫn gì nó vẫn quay được lại nó test ở vùng 58.2 đến vùng 58.4 điểm sâu cho sẽ là vùng 58 test tuy nhiên thành công đảo long và lực cầu quay trở lại à, tín hiệu đường mát xanh thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 60 đến khoảng vùng 60.5 Cổ phiếu VGC ở trong tuần thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến, sự kiến sẽ test lại ở vùng 43.5 đến vùng 44. Tuy nhiên khi mà cổ phiếu VGC nó bị thủng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 43.5 thì chúng ta sẽ phải tính toán đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 42. Ở đây nó có điểm phục hồi các anh chị nhé. Nó có điểm phục hồi nên có thể ở tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 42.3 đến khoảng quanh vùng 42.5 khả năng nó còn quay trở về đây test cung kỹ thuật à, test tích lý thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn vì vùng 44 à, bên này là hỗ trợ thì quá trình nó phục hồi đi lên thì chắc chắn nó va vào vùng 44 phải là vùng cản đã vượt được vùng 44 thì cái đó chúng ta mới tính toán được các cái target kỹ thuật ví dụ như ở vùng 45 đến khoảng quanh vùng 45.5 nhưng khả năng về vùng 44 thì nó sẽ rung lắc đó và rung lắc xong thì chúng ta sẽ quan sát tiếp cái xu hướng rồi chúng ta định lượng đúng không ạ Ờ, cổ phiếu tip dự kiến test tích lũy về khoảng quanh vùng 23.5 đây anh chị thủng qua và cố công lại tuy nhiên là uh, lần hai thì nó vẫn tiếp tục bị thất bại ở vùng uh, 23.5 cho nên nó lùi lại đây các anh chị này lùi lại thì cái điểm lùi này sẽ 22.8 đến khoảng vùng 23 khả năng tuần tới thì tiếp vẫn tiếp tục uh, lùi ở đây thôi và test những thành công ở điểm này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ở uh, chúng ta phân tích ở trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì các anh chị có thể lưu tâm thêm cái mã cổ phiếu BCM. Ở trong thời điểm hiện tại thì lực cầu nó cũng đang khá là tích cực đối với mã cổ phiếu này. Đồng thời vùng 64 65 vẫn là cái biên hỗ trợ tốt đúng không ạ? Biên 64 65 hỗ trợ tốt và uh, trong các tuần vừa qua thì nó đang test tích lũy ở khoảng quanh vùng 70 để nó chờ thời. À, về cơ bản thì chúng ta cũng sẽ có những cái điểm cản kỹ thuật quanh vùng 80 à, khả năng target 1 sẽ ở quanh vùng 80 và vượt vùng 80 thì cái đó chúng ta cũng sẽ có những cái sự phân tích về mặt thiên đường kỹ thuật tiếp theo nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì à, đối với thép ở trong thời gian vừa qua sau một cái giai đoạn test cung tích lũy thì à, hiện tại nó cũng chưa có cái động lực cái gì và về cơ bản thì nó vẫn đang dò đáy và nó đang tích lũy ở vùng đáy <laughs> cổ phiếu Hòa Phát vùng 24 25.4 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 25 thì chúng ta thấy rằng là mở cửa cái là về vùng 254 luôn và tiếp tục phiên giao dịch ngày 6 ngày hôm nay thì như vậy là thép tiếp tục test và Hòa Phát tiếp tục test về biên khá sâu ở vùng 24.7 đến khoảng quanh vùng 25 có hai cái nến giờ phục hồi tuy nhiên với góc độ phục hồi ở trong thời điểm ngắn hạn như này thì đánh giá không quá là cao do đó thì khả năng là nó sẽ còn có các cái điểm quay trở lại ở trong cái biên này tức là biên kỳ vọng mục tiêu thì nó sẽ khoảng quanh vùng 24.85 24.85 test duy thành công ở đây thì như vậy cản của nó sẽ là vùng 26 hoa sen HSG <laughs> trong tuần chúng ta có dự kiến ở cái điểm đây 24 20.4 đến khoảng quanh vùng 20.5 mở gáp luôn và nó test về các anh chị nhìn thấy các điểm test về đây đúng không ạ? À, tuy nhiên là tại cái điểm này thì nó cố giữ nhưng mà nó không giữ được và khi mà nó mất cái vùng 20 à uh, 20.4 ở đây thì như vậy là um, hoa sen bị sọt và bản chất ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là nó bị sọt thủng qua cái vùng 20. Và khi vùng 20 bị sọt thủng qua thì có thể các anh chị nhé, có thể là nó sẽ phải lùi về ở khoảng quanh vùng 19.4. Phiên ngày hôm nay thì về vùng 19.6 nó phục hồi lên. À, tuy nhiên ở vùng 20 này nó lại trở thành vùng cả. Cho nên có thể là gì ở trong tuần tới thì à, vùng 19.5 đến khoảng quanh vùng 19.7. Đó, tại cái thời điểm à, tại 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 những cái điểm này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đánh giá và chúng ta sẽ vận hành thêm xem những cây đến giờ tiếp theo. À, ít nhất là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Đó, để chúng ta tiếp tục là xem thử cái thiên hướng của nó ở quanh vùng 19.5 đến vùng 19.7 sẽ như thế nào đối với NKG ở điểm test 1 chúng ta dự kiến ở vùng 21.5 và điểm sâu hơn ở đây là vùng 21 nhỉ đây phải vùng 21.5 21 21.5 đến vùng 21.7 đây và nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy nó cố gắng nó, nó, nó tích lũy ở quanh vùng 21.5 tuy nhiên cái khi mà cái nỗ lực tích lũy ở quanh vùng 21.5 bị thất bại thì như vậy là gì À, nó tiếp tục nó quay trở về các vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì về đến tận vùng 20.5 có điểm phục hồi tuy nhiên là điểm phục hồi này thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục cho nên tuần tới à, dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 20.3 20.3 đến khoảng quanh vùng 20.5 test tích lũy thành công test tích lũy thành công cái anh chị lưu ý là như vậy thì như vậy là lần lượt bởi vì khi mà cái vùng 21 nó bị thủng thì như vậy công lại vùng 21 nó sẽ gặp cản ở đây cái đó. đó. Rồi vượt được vùng 21 thì khi đó chúng ta mới tính toán đến vùng mà vượt được vùng 21.5 thì khi đó chúng ta mới tính toán đến vùng 21.8 đến khoảng quanh vùng 22. Cổ phiếu VGS ở trong tuần à chúng ta đối với VGS thì các anh chị lưu ý này là cái tính tạo lập của nó khá là nhanh. Đó, và ví dụ trong cái tuần mà từ phiên giao dịch ngày 22, 26, 27, 28 á thì cũng có phân tích cái target kỹ thuật 38 thì sau khi mà đạt xong 38 rồi nó test này và sau đó thì nó đi cả tuần sideways và tuần này chúng ta dự kiến test về vùng 36 à, và nó cũng sideways cho đến phiên giao dịch ngày năm thì nó mất vùng 36 hướng đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 35 đến vùng 35.3 vậy thì tại đây các anh chị tiếp tục quan sát trong một vài cây đến giờ để chúng ta tiếp tục nhận định về mặt cái thiên hướng trong trường hợp nếu nó bị nó xuất hiện những cây đến giờ đỏ đúng không ạ và gãy vùng 35 thì như vậy rồi chắc chắn rồi nó sẽ phải gì nó phải lùi uh, lùi về ở khoảng quanh vùng 33.6 đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo À, còn nếu như trong trường hợp mà nó xuất hiện các cái cây nến giờ xanh và nó bật lại được ở trên vùng 35.5 cộng ở đây thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng kỹ thuật uh, của cổ phiếu nó sẽ tiếp tục hồi về lại khoảng quanh vùng 37 đến khoảng vùng 37.5. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với nhóm ngành này trong cái giai đoạn vừa qua thì dòng tiền cũng đang được kích hoạt khá là tốt và các cái bước test tích lũy của nhóm ngành này thì với quan điểm hiện tại của cá nhân đồng Lê thì vẫn đang khá là tích cực các anh chị nhá. Và trong cái giai đoạn sóng cuối năm, tức là từ tháng 9 đi bây giờ từ tháng 9 và đến tháng 11, tháng 12 của năm 2024 thì cá nhân đồng Lê vẫn kỳ vọng là nhóm ngành bất động sản, khu à, bất động sản dân cư sẽ là nhóm ngành kéo và sẽ là nhóm ngành trụ lực để kéo chỉ số VN-Index và kéo thị trường. Sao ở trong tuần chúng ta dự kiến biên test 1 ở vùng 16 và biên test 2 ở vùng 15.5 thì về cơ bản là nó có cái điểm test sâu sâu ở khoảng quanh vùng 15.7 đến vùng 16 đây. Ở cả cái thuật trên thì ở vùng 17 đến vùng 17.5 thì trên thực tế thì nó đi được đến khoảng quanh vùng 16.7 và nó lại quay trở về test. Tuần tới thì nó lại như vậy thôi, sẽ quanh điểm test 1 sẽ ở khoảng biên 15.7 đến khoảng 16 điểm test 2 quanh vùng 15. Test thì thành công target 17 17.5. Hà Đô HDG Ừ. trong tuần chúng ta phân tích điểm 28, 28 3 đấy các anh chị này thì về cơ bản là nó không có tăng mạnh nhưng nó cũng không có giảm mạnh đúng không và nó vẫn neo được ở cái biên 28 đến 28.3 hai cái đến giờ phục hồi thì đã giúp cho cổ phiếu này vượt lại ở vùng 28.5 cộng với đà hiện tại thì có thể tuần tới Hà đô sẽ hướng về vùng 29 test lại vùng 28.5 trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một cái nhịp phục hồi và trong trường hợp nếu À, sau cái điểm kéo này và nó test tích lũy thành công ở trên vùng 28.5 cộng thì cái khả năng đi về vùng 29.5 đến vùng 30 của Hà Đô là cao. Cổ phiếu HDC trong tuần chúng ta phân tích điểm 27 28 28 đến vùng 28.4. Thì ở đây này, điểm test 28 này và nó vượt lên ở đây là vùng target thì chưa hoàn thành vùng 29.5 thì chưa có kéo đến nơi các anh chị, nó chỉ kéo được để quanh vùng 28.8 thôi và phiên kết tuần phiên ngày hôm nay lại tiếp tục test lại vùng 28. Như vậy tuần tới à, khỏe khỏe thì ở khoảng quanh vùng 27.7 đến khoảng quanh vùng 28. tám à, test tích lũy thành công. Test đi thành công thì mục tiêu vẫn như vậy thôi, quay về trở lại vùng 29.5 cổ phiếu Nam Long ở giai đoạn vừa qua với cái xu hướng của nó tích lũy khá là đẹp, các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Ví dụ nó tích phiên ngày 20 thì nó tích quanh vùng 39.2, 39.5 này. Sau đó tiếp tục nó tích ở vùng 40, 40.3 này. Và tuần này đây các anh chị này, tuần này chúng ta có dự kiến cái điểm test tích lũy ở khoảng quanh vùng 40.5 đúng không ạ? Và nó có một cây nến râu nến đây này, đó, khá đẹp. Sau râu nến này thì như vậy lực cầu khá tích cực và chiết soát tí nữa thì như vậy là gì à, năm sẽ tiếp tục đạt được cái target 42.5 trên các đội thuật hiện tại thì như vậy là ở đây chúng ta lại tiếp tục diện à, tuần tới nó test lại này vùng 40.5 40.7 khả à, năng tuần tới lại, lại có vùng 40.5 40.7 à, test đi thành công thì ta ghét mục tiêu vẫn là gì 42.5 thôi cổ phiếu KDH ở đây chúng ta nhìn thấy là có trong tuần chúng ta dự báo điểm 37.3 và điểm dưới này nó sẽ à, chạm kênh xu hướng nó sẽ ở khoảng quanh vùng 37 trên thực tế thì nó test ở vùng 37.3 công cản kỹ thuật 38 rồi lại test vùng 37.3 phiên ngày hôm nay lại test 37.3 và phục hồi lên 37.7 khả năng tuần tới lại 37.3 À, nó sẽ sẽ test lại và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là à, KDH có thể hướng tới vùng 38.8 đến khoảng quanh vùng 39 đặt phương khá là đẹp à, sau khi hoàn thành suy soát hoàn thành nhưng chưa hoàn thành đâu trong tuần chúng ta có phân tích cái điểm 52 52.2 ở năm 2.3 ở đây sẽ là cái điểm gì sẽ cái điểm đạt phương sẽ quay trở về test đây các anh chị nhìn thấy cây đến giờ đầu tiên nó test về vùng 52 đấy ạ. và ta cái kỹ thuật ở vùng 55 thì suy soát rồi ở điểm này thì coi như gần như tuyệt đối rồi và khi chạm đến cái vùng 55 thì như vậy là gì nó sọc nó chốt mà cản mà nó chốt chốt thì nó lại chạm lại vùng 52 ở đây hôm nay lại hai cây đến giờ bắt và với cái, cái góc độ hai cây đến giờ bắt như này thì khả năng tuần tới lại có vùng 55 rồi tại vùng 55 này thì quan sát thêm trong trường hợp mà tạo lập bỏ chốt thì các anh chị lại chốt đi À, biết đâu được một ngày đẹp trời thì nó lại gì nó lại lại lại, lại quay trở lại đây và như vậy là chúng ta vô hình dung là chúng ta có được những cái điểm diện nước sóng ngắn DG vẫn chưa được nhỉ vẫn miệt mài tích lũy trong tuần <laughs> đối với DG chúng ta dự kiến vùng 2.52.7 à, ông này ngày thứ hai khá là tốt thậm chí thời điểm nó vượt lên vùng 25 23, 23.7 nhưng mà đây bên này là hỗ trợ này thì gặp cái cản này nó lại bị uh, bị xả gặp cái cản này như vậy là không có động lực vượt qua thì như vậy là nó lại bị xả cho nên tuần tới uh, khả năng sẽ tiếp tục có các điểm 22 khả năng sẽ có các cái điểm quanh vùng nói chung là khùng có thể không có thể dự báo một cách nó là chính xác tuyệt đối được đâu nhưng mà sẽ khoảng quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.3 <laughs> Điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.5. Có thể sẽ test về vùng 21.5 nhưng mà trước mắt sẽ là vùng 22.3 <laughs> 22 test thì thành công thì mục tiêu vẫn như vậy thôi, 23.5 đến khoảng quanh vùng 23.7. Đất xanh, đất đỏ trong tuần tiếp tục uh, <laughs> mục tiêu công vùng 16, uh, tuy nhiên nó vẫn công chưa thành, uh, điểm cản, à, điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 15 15.3. Thì như vậy là nó có một cái điểm nhíu về đây này, quanh vùng 15.3 và nó phục hồi công vùng 16 và tại vùng 16 này thì động lực của cổ phiếu nó không đủ lớn cho nên là nó lại đang có một cái lực sọc và cái lực sọc này khá đẹp lại vùng 15.3 như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ lấy biên 15.3 cộng trừ 0.2 các <laughs> anh chị nhá biên 15.3 cộng trừ 0.2 và đây sẽ là đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta kỳ vọng cái điều gì đó là nó sẽ test đi thành công à, mục tiêu thì vẫn là gì công cản 16 vượt cản 16 thì khi đó chúng ta sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 17 <laughs> Novaland ở trong thời điểm hiện tại thì cầu cũng khá là tốt Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là các cái điểm test tích lũy Khá là happy ở vùng 12.5, 12.7 đây này Gặp điểm này long này Long bật qua 13 thì nó lại test lại Như vậy đây cũng có thể kỳ vọng là gì Cái, cái điểm 12.5, 12.7 12.5, 12.7 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật đắc lực của cổ phiếu Tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 12.4 đến khoảng vùng 12.6 Có những điểm quay trở lại test cung tích lũy ở đây và những cái điểm đó test tích lũy thành công thì mục tiêu ở chúng ta lại tiếp tục hướng lại ở vùng 13.5 vượt được vùng 13.5 thì như vậy là sẽ tiếp tục hướng 13.8 đến khoảng quanh vùng 14 PDR trong thời điểm hiện tại lực cầu tốt và chúng ta xem ở đây này PDR trên trạc kỹ thuật ngày ấy, phân tích cái này PDR trên trạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm được <laughs> khá là hay về cái cách ý đồ tạo lập thì từ quanh vùng 17 đúng không ạ chúng ta xây <laughs> cái target kỹ thuật lên quanh vùng 20 sau đó đổ lên vùng 22 và các cái tuần giao dịch gần đây thì gần như là PDR đang cố gắng để bứt bứt cái cản chéo đây. Tuy nhiên là nếu như chúng ta xét tín hiệu kết tuần thì như vậy nó vẫn chưa thể bứt được. Và có thể nhá, có thể là tuần tới nó vẫn có các cái điểm nhíu về à vẫn có các điểm nhíu về ở khoảng quanh vùng 20 đến khoảng quanh vùng 20.5. Bởi vì là ở đây thì nó phải rũ Nó sẽ rũ bớt đi cái lượng hàng đeo bám Tức là những cái nhà đầu tư mà họ mua được ở đây Thì khi mà họ nhìn về đây Họ nhìn thấy cản chéo và họ nhìn thấy những cái phiên rung rũ Thì có thể họ sẽ gì? Họ sẽ rung lắc và ra hàng Và sau khi mà rung lắc và ra hàng ở đó Thì như vậy là gì? VDR chúng ta sẽ có xuất hiện những cái cây nến Với lực cầu mạnh và đánh vượt thoát vùng 22 cộng Thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng 23.5 Điểm xa hơn sẽ là vùng 26 Nếu khoảng quanh vùng 26.5 Thì nó cũng hoàn toàn song trùng với ở những cái câu chuyện mà chúng ta phân tích ở trên trạc kỹ thuật giờ thôi đó Tuy nhiên là trên trạc ngày thì như vậy là gì chúng ta sẽ nhìn thấy cái góc nhìn nó tổng quan hơn còn trên trạc kỹ thuật giờ thì đôi lúc đó là sẽ là những cái hình ảnh cận cảnh Thế thì với cách tạo lập của PDR trong tuần vừa qua chúng ta có phân tích điểm 20.7 đến 21 khá đẹp đó và phiên ngày hôm nay có điểm nhíu lại và nó cũng lấy lại được trên vùng 21.5 như vậy với cái cách vận hành như này thì có thể tuần tới tuần tới các anh chị À, đẹp đẹp thì nó ở khoảng quanh vùng 21.3. Đẹp đẹp thì khoảng quanh vùng 21.3 và điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn tiếp tục lấy 20.7 điểm khoảng, khoảng quanh vùng 21 ở đây này. Đó, test đi thành công ở vùng này thì mục tiêu là gì? Trong thời điểm ngắn hạn là phải bứt vùng 22 cộng và hướng đến vùng 23.5. Đó. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với chứng khoán ở trong cái giai đoạn vừa qua nó đã kéo khá là tốt các anh chị nhá. À, cái tuần từ khoảng phiên giao dịch ngày 26 đến khoảng ngày 28, 29 tháng 8. Tức là nhóm ngành chứng khoán đã kéo quá là tốt và nó đạt đỉnh ở trong cái thời gian đó. Và kể từ thời điểm đó thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái xu hướng chỉnh giảm, à, test tích lũy của nhóm ngành này. Và tuần này thì nó tiếp tục test, đúng không? Ba phiên vừa qua thì nó tiếp tục test. Cổ phiếu VCI biên 45.5 đến 46. Đây anh chị nha Dự kiến test này thì phiên ngày 4, ngày 5. Nó test khá là tốt, tuy nhiên cây nến mà ở trong phiên giao dịch ngày 5 nó bị gãy qua vùng 45.5. Khi vùng 45.5 bị gãy thì chúng ta phải tính toán đến các điểm 44, 41.3 và vùng 4 5 thì phiên ngày hôm nay là nó về đến 44.5 và hai cây nến giờ phục hồi. Khả năng với cái cách vận hành như vậy, cách vận hành như vậy thì vẫn sẽ có các cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 44.5 Còn nếu nó khỏe Khỏe thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 44.7 Đó 44.7 44.5 đến khoảng quanh vùng 44.7 test tích lũy thành công Mục tiêu thì nó sẽ hướng lại uh, Hướng lại vùng cả kỹ thuật ở đây đó là khoảng quanh vùng 46.5 đến khoảng quanh vùng 47 HCM thì hiện tại vẫn đang khá là khỏe so với các cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán bởi vì vùng 28.8 đến vùng 29 này, các anh chị chúng ta dự báo điểm test này và cản trên là vùng 30 thì trong tuần vừa qua có điểm test và có kéo cản rồi nó lại quay trở lại test và phiên ngày hôm nay thì nó test ở vùng 28.8 nhưng nó không bị gãy kết thúc vẫn kéo lên được vùng 29.3 như vậy thì tuần tới có thể là nó lại tiếp tục hướng về vùng 29.7 đến vùng 30 rồi sau đó nó lại test lại mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là vùng 28.8 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật hoặc điểm sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 28 cổ phiếu SSI sau tuần chúng ta có phân tích các cái điểm dự kiến chỉnh cung về biên hấp dẫn ở khoảng quanh vùng 33 3.5 33.3 đúng không ạ và chúng ta nhìn thấy có điểm test 1 ở vùng 33 kéo long Uh, tuy nhiên phiên kết tuần thì nó lại tiếp tục uh, test, cho nên là đây đang là các cái điểm gì, uh, nó đang hình thành về đây, các anh chị đây cũng nó có điểm test này và nó 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 phải cần có những cái cây nến kiểu như này. Thì như vậy tuần tới, <laughs> tuần tới với góc độ kỹ thuật hiện tại thì như vậy là gì? Uh, thì chúng ta cũng đang có các cái điểm khá là sáng, nói chung là theo quan điểm vùng thì nó khá là sáng, cho nên là vùng ở đây là vùng 33 32.7 33 này là biên 1 này, còn biên 2 sẽ là 32.3 đến 32.7 nói chung là nôm na đây. Đó, nó sẽ có các cái điểm chỉnh cung và chúng ta sẽ quan sát thêm à, các cái vị thế chỉnh cung ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai để chúng ta đánh giá test tích lũy thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn SSI vẫn tiếp tục hướng về vùng cản kỹ thuật 34. Cổ phiếu VND tiếp tục test tích lũy chưa có nhiều động lực tuần vừa qua chúng ta có nói đến vùng 15.25 đến vùng 15.4 nó đi sideways cả tuần và tuần tới thì có thể nhé có thể nó sẽ test lại quanh vùng 15 nếu có thể nó sẽ test lại quanh vùng 15 ờ 15 hoặc 15.1 gì đây này nôm na nó lại test lại vùng đây và test đi thành công thì như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì vẫn là vùng 16 FTS khá là khỏe trong tuần thì nó test tích lũy à nó không test tích lũy và chúng ta phân tích đến là dự báo là STS sẽ tiếp tục đà tăng và cản kỹ thuật sẽ là vùng 44.7 và điểm xa hơn sẽ là vùng 46 bởi vì vùng 44.7 chính là cái vùng này các anh chị đây, đây cản đây và bên này cũng cản đây thế thì với cái cách thức hiện tại như thế này à chạm vùng cản và nó xả nhưng mà vẫn đỡ được ở vùng 42.5 hai cái nến phục hồi khá là tích cực thì với cách phục hồi như thế này ấy, thì khả năng là nó là như vậy thôi. Đây các anh chị, đây với cái điểm phục hồi như này thì khả năng là tuần tới nó lại có test thì test về khoảng quanh vùng 43. Có test thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 43. Và test tích lũy thành công thì mục tiêu vẫn như vậy thôi. 44.7. Vượt được thằng này thì cố rướn lên khoảng quanh vùng 46. cổ phiếu VIX uh, tiếp tục tích lũy điểm 11.9, 12 đấy phiên ngày cố vượt này nhưng mà vượt không thành thì nó lùi điểm lùi này thì ở khoảng quanh vùng 11.6 như vậy uh, tuần tới khả năng sẽ vẫn tiếp tục có các điểm mà uh, test quanh vùng 11.7 khả năng vẫn có các điểm test quanh vùng 1.7 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1 11 6 test đi thành công thì mục tiêu như vậy thôi vẫn là hướng về cản kỹ thuật 12.4 SHS vẫn tiếp tục tích lũy à, chưa có nhiều động lực các anh chị vẫn như vậy thôi vùng 15 8 đến vùng 16 và hiện tại thì như vậy là SHS đang có xu hướng bị rụng qua vùng 15 8 nên nó sẽ rơi về khoảng quanh vùng 15 5 hoặc 15.2 Test tư lý thành công Target 17 Cổ phiếu AGR Dự kiến điểm test 1 18.2 Điểm test 2 18 Thì trong tuần chạm 18 bật long Và cuối tuần lại uh, test lại vùng 7.8 đến 18 Và bật long uh, Vẫn đóng cửa được ở trên vùng 18 15 với cách thức vận hành hiện tại như này thì cái khả năng tuần tới nó lại tiếp tục nó kéo thôi và những cái điểm kéo quanh vùng 18.6, 18.7 khỏe lên được 188, khả năng nó sẽ quay như vậy rồi rồi nó lại chỉnh cung. Đấy thì trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị lưu ý vùng 17.8 đến khoảng quanh vùng 18 đó là biên hỗ trợ kỹ thuật của AGR. Bởi vì uh, nhóm anh chứng khoán như mình có nói rồi, nó đã tăng khá là tốt rồi và sau những cái điểm mà nó uh, tuần từ phiên giao dịch ngày 26 đến khoảng phiên ngày 27 tháng 8 á, thì nó gần như nó đã tạo cái đỉnh uh, ngắn hạn và sau cái đỉnh ngắn hạn đó thì nó phải cần phân phối nó cần tích lũy đúng không? Nó cần nghỉ ngơi chứ không phải là tiền đâu mà cứ liên tục kéo thế đúng không ạ? Đó. Thì đối với OREUS trong tuần chúng ta dự kiến điểm chỉnh cung kỹ thuật 12.6 đến khoảng quanh 12.7. Target kỹ thuật thì vẫn hướng về vùng 13 cộng. Test này, long này rồi test. Như vậy phiên ngày hôm nay và phiên ngày 4 thì nó test vùng 12 4 12 5 và khả năng tuần tới vẫn tiếp tục test điểm này. Test tích lũy thành công thì như vậy target vẫn hướng về vùng 3. cổ phiếu VDS uh, chúng ta có điểm chỉnh cung kỹ thuật 21 điểm sâu hơn là vùng 20.5 thì uh, nó test về 20.5 nó long nhẹ tuy nhiên là nó lại không vượt được và nó lại quay trở về nó test hai cái nến giờ phục hồi và điểm 20 <laughs> điểm 20 sẽ trở thành những biên hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo khả năng với cách phục hồi này thì có thể nó sẽ tiếp tục kéo một đến hai cây nến giờ nữa nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.2 rồi nó lại test và những cái điểm test kỹ thuật kỳ vọng sẽ ở vùng 20.5 test bị thành công tích lũy đảo long đảo chiều thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về khoảng quanh vùng 22 cổ phiếu CTS ở đây à, CTS ở đây chúng ta có biên hỗ trợ 1 2 và 3 thì trong tuần vừa qua là nó test đến vùng 38 bật lên và target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 44 à 40 đến vùng 40.5 thì nó cũng đã hoàn thành nó lại quay lại nó test tiếp ở vùng 38.5 ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay hai cây nên giờ hồi khá là tốt như vậy tuần tới khả năng lại hướng đến vùng 40 đến vùng 40.5 cổ phiếu MBS ở đây chúng ta cũng có biên hỗ trợ kỹ thuật 27.5 điểm dưới là vùng 27 thì hai uh, phiên tích lũy ở trên vùng 27.5 và đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là MBS có một cái nhịp chỉnh. Do đó thì đối với cái quan điểm về cái xu hướng của MBS thì chúng ta tuần tới chúng ta cần phải theo dõi thêm một vài cây nến giờ ở quanh vùng 27 để chúng ta phát đi các cái tín hiệu kỹ thuật trong trường hợp long bật lên vùng 27.5 thì như vậy là chúng ta sẽ dự phóng target kỹ thuật lại kéo lại về quanh vùng 29. Tuy nhiên trong trường hợp thủng vùng 27.5 thì như vậy là chúng ta lại phải tính toán đến các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 26. Rồi và bản tin tuần này thì cũng uh, lẽ xin phép được tạm dừng tại đây. Ở những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần. Tôi sẽ dành thời gian để trả lời ở uh, tất cả các câu hỏi của anh chị. Kính chúc anh chị em có một tuần uh, nghỉ ngơi và giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn.